Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Cũng nhân dịp Tết sắp đến, mình xin chúc cho tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn đang ủng hộ kênh của mình, có một cái Tết thật là nở rộ nha các bạn. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Cineship. Mình sẽ nhận được 80 token XNX nha các bạn. Con này được xây dựng trên nền tảng của Solana nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mình mở Telegram bấm Start Support nè. Rồi các bạn bấm continue nha các bạn. Click cha nè các bạn. 23 các bạn. 33 chứ. 65 trừ 33 bằng 32 chứ, sorry các bạn nha. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group. Rồi, khi vào các bạn nhớ click cha nha các bạn. Bấm I am robot nè các bạn. Rồi, các bạn bấm I am not Upload xong thì bạn bắt up lên nha các bạn. Các bạn join tiếp kênh channel nè các bạn. Rồi bạn bắt up lên nha các bạn. Follow tại Twitter và retweet bot nè. Trên tờ Twitter nè bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn tweet đây được nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn bấm don. Rồi nó không có join kênh channel không, bạn bấm don nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền là username Telegram mình nha các bạn. Con này được xây dựng trên nguồn gốc 6. Mình chatbot làm biết các bạn. Mình copy gọi là chatbot nè các bạn. Sorry các bạn điền username Twitter nha các bạn. Mình nhìn không rõ. Không quên phê nào nữa chính. Các bạn copy username Twitter mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm done. Rồi tiếp tục các bạn submit địa chỉ sonlet.io mình nha các bạn. Rồi trên JSON thì các bạn nhấp vào mũi tên là bạn bấm vào reset nha các bạn. Copy địa chỉ JSON Lana của mình. Rồi các bạn gọi là chatbot nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gì lên ghép chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm token người ta các bạn. Vậy video mình đã đem kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video mới nhất từ mình nhé.